Sáng nay 11 tháng 10, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bị ít nhất 4 sinh viên khác đánh hội đồng, thậm chí dùng vật giống gậy tấn công khiến người này nằm gục xuống sàn. Bà Nguyễn Thị Tâm, phụ trách phòng công tác sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xác nhận vụ việc trên xảy ra tại trường vào sáng qua mùng 10 tháng 10. Theo bà Tâm, hai nhóm sinh viên xô sát nhau thuộc năm thứ 2 khoa Quản lý Đất đai và khoa Môi trường. Hai sinh viên nam tham gia đánh bạn và có khoảng 4 đến 5 sinh viên khác hùa theo. Nam sinh bị đánh tình trạng chấn thương không quá nặng đến mức phải nhập viện như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phía nhà trường đã mời công an phường trên địa bàn và công an thành phố Hà Nội đang có chuyên đề giảng dạy về an ninh trường học tại trường đến xử lý. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn chuyện tình cảm.